Ngày 5 tháng 12, Công an huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã khởi tố đối tượng Tăng Hà Dung, 36 tuổi, ở thôn Trường An, xã Ba Động, huyện Ba Tơ về hành vi bắt giữ người trái pháp luật để đòi nợ. Trước đó, do vay nợ tiền, Phạm Thị Cố, 29 tuổi, ở thôn Nước Y, xã Ba Vinh, huyện Ba Tơ, là giáo viên tiểu học đã bị nhiều nhóm tìm đòi nợ. Đối tượng Tăng Hà Dung cùng đồng bọn sử dụng ô tô khống chế, đe dọa Phạm Thị Cố, viết giấy nợ và đưa lên ô tô, di chuyển nhiều địa điểm sau hơn 7 giờ đồng hồ. Nhận tin báo, Công an huyện Ba Tơ kịp thời giải cứu an toàn nạn nhân. Được biết, Tăng Hà Dung là nhân viên trạm y tế xã Ba Động, huyện Ba Tơ. Trước đó, Phạm Thị Cố vay mượn tiền lãi suất cao của nhiều người, trong đó có gia đình của Tăng Hà Dung. Hiện vụ việc đang được Công an huyện Ba Tơ tiếp tục điều tra làm rõ.